Sao bài đi. Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh YouTube Lào Việt Channel. Ngồi bên cạnh mình đây là một cô gái Lào rất là xinh đẹp, Nang Hassadi. Xin chào. Cô ấy hiện đang là nhân viên hợp đồng của khách sạn Coico, trực thuộc Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Quân khu 4. Và ngoài cái nhiệm vụ chính đó là nhân viên lễ tân của khách sạn thì cô ấy còn được giao một nhiệm vụ khác nữa, đó chính là bán các cái sản phẩm của công ty. Thì sáng hôm nay mình nhận được cuộc điện thoại của cô ấy bảo là: anh ơi, chiều nay bận gì không, em muốn mượn của anh một việc. Cô nói bằng tiếng Lào, mình không hiểu mượn chuyện gì. Hóa ra là cô muốn là mượn kênh YouTube của mình để đăng các cái sản phẩm cô ấy bán cho khách Việt Nam, bởi vì cô ấy bảo là khách Việt Nam sang đây đi du lịch á, thì ai dùng thử cái sản phẩm này đều thích cả và họ đều mua cả. Thì bản thân mình, thứ nhất là mình rất là tin tưởng vào các cái sản phẩm của quân đội sản xuất, sản phẩm do công ty hợp tác kinh tế quân khu 4, viết bằng tiếng Anh là Coico đấy, sản xuất. Và bản thân mình cũng dùng thử rồi cho nên mình yên tâm, cho nên đồng ý cho cô ấy mượn kênh YouTube của mình để đăng cái các sản phẩm mà cô ấy sẽ giới thiệu ngay bây giờ. Cái đại nhìn và nòng giặc khai phá lịch tạp phân này mà họt con Việt Nam bán đá thàn nè nè. Mình lấy Tóm thì nòng cả lơm nè nằm lưới. rồi mình đi học chị mà nè nằm phát lịch tập hành tụi ni nó cháu cháu ơn bình à mà cửa bóng phát Mày lịch lưới. tập hành tụi ni mình cho bình mà cửa bóng à bộ lý sát của Eco phát lịch thiền phút điều vì thì kinh à, cho say say nắm un nắm dình kinh cái đấy say lâu già tụi ni mình cho bình à, già bùa tắp bùa bột kinh là sức khỏe kiện hiến bằng lùng hang cái đi ra xem Cô ấy vừa giới thiệu cho quý vị biết cái sản phẩm này, đó là cà gai leo cô đặc bằng lùng do bằng lùng công ty trực thuộc Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Quân khu 4 sản xuất tại Lào. Và cái cà gai leo cô đặc này có tác dụng là giải độc gan và tốt cho cơ thể, và dùng rất là tiện lợi bởi vì được cô đặc rồi. Và cách dùng thì mình có thể hòa với nước nóng uống hàng ngày, và có thể pha vào rượu để uống. Mình lột sạt bên nào đây nào. รสชาติมันจะหอมกลิ่นแซ่บผลิตภัณฑ์นี้เขาใส่ถาดยังบ่บ่มีธาตุหยังผลิตภัณฑ์มาจากธรรมชาติบ่มีสารบ่มีสารหยังเป็นแนวใดมื้อนี้น้องก็อยากแนะนำผลิตภัณฑ์นี้ผ่านช่อง YouTube ของไอเพราะว่าน้องอ่ะเห็นนะเขาเจ้าคนเวียดนอท่องเที่ยวเขาเจ้ามาเขาเจ้าผู้ใดมาผู้ใดก็มาสมว่าตัวนี้แซ่บแล้วผู้ใดมาผู้ใดก็ซื้อกับเวียดนามและน้องยังให้ทุกคนได้เอาลองไปชิมเบิ้งราคาเท่าไหร่ตัวนี้ราคา350,000เงินดงและส่งหมดเงินเลยเด้อผลิตภัณฑ์ที่สองมันจะเป็นเส้นร้อนมันสังคูผลิตมาจากบริษัทโกเอโก้ปลอดสารพิษ100%Cô giới thiệu cái sản phẩm thứ hai, đó chính là miến rong của Lào, cũng được sản xuất bởi công ty hợp tác kinh tế quân khu 4 sản xuất, được sản xuất từ nguyên liệu chính đó là khoai rong, khoai giềng. Và cô ấy bảo là nguyên liệu an toàn tuyệt đối. Về cái sản phẩm này thì tôi cũng ăn nhiều lần rồi, và ngay cả anh em bộ đội Việt Nam mà công tác bên Lào này cũng rất là thích cái món này, bởi vì do chính tay của các anh bộ đội rồi công nghệ của Việt Nam sản xuất tại Lào, và không độn một cái chất phụ gia nào nữa, chỉ bột rong riềng và nước, và họ xay họ làm như này thôi, cho nên là rất là yên tâm và rất là ngon. Là kha khai bên nào đây? ตัวนี้เราจะขายเป็นราคา60,000กีบพันกีบหรือพันองค์หกสิบ
60.000 ngàn đồng nó. Cô ấy nhầm tiền Lào và tiền Việt Nam, là 60.000 tiền Việt Nam một gói như thế này, là bao gồm cả giá ship về tận nhà quý vị. Rồi, sản phẩm thứ ba, palette tập hành thì sám này. Palette tập hành thì sám sẽ bền phong chi minh sắcắt mà จาก hàm mát sát bộ lý sát của Eco palette. Tô này hào sẽ xay bổ sung nấm chín hoặc là xay thả na thả phiu hết. Đấy. Tức là cô ấy giới thiệu cái sản phẩm thứ ba này, đó chính là tinh bột nghệ à tinh nghệ đấy, tức là cái củ nghệ rồi làm thành tinh bột. Xay bổ sung nấm nấm hôn gì. Và cô ấy bảo là cũng được sản xuất từ cái nghệ trồng tự nhiên, không độn các cái chất phụ gia và các chất đi kèm, rất là ngon và dùng kết hợp với mật ong. Cô ấy bảo là dùng với mật ong thì rất là ngon. Cái món này thì Việt Nam cũng rất là nhiều người dùng đúng không? Đây, màu rất là đẹp, màu tự nhiên. Và cái sản phẩm này cũng được cam kết là được sản xuất an toàn. Lạc hà thật đấy. Lạc hà 200. 200 nghìn à? 200 nghìn đúng. Ồ, đấy, cô ấy cũng nói được một số tiếng Việt quý vị ạ. Em nói tiếng Việt được nhiều không? Nói ít thôi. À, nói ít thôi. Các cái sản phẩm này có tự giới thiệu bằng tiếng Việt được không? Hiểu không? Hiểu, hiểu, bò. Hiểu ít. Hiểu ít à? Khách hàng và bạn là phải lịch tập hành như này, nên nắm đuổi phát xạ Việt đại bó. Bộ đấy. Không được. Cô ấy bảo không thể giới thiệu các cái sản phẩm này bằng tiếng Việt được. Cho nên là tôi vừa cho cô ấy mượn kênh của mình để đăng, rồi vừa phiên dịch cho cô ấy. Vậy nha quý vị, thì đây là những cái sản phẩm mà được các cái công ty trực thuộc Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Quân khu 4 sản xuất tại Lào. Và các cái sản phẩm này thì chắc chắn là rất là an toàn, bởi vì ngay cả bản thân tôi cũng dùng rồi. Nếu quý vị nào muốn mua các cái sản phẩm này, đặc biệt là cái cà gai leo cô đặc này, dịp Tết Nguyên đán của Việt Nam sắp đến rồi, quý vị hãy mua cho gia đình mình 1-2 bình. Một bình như này thì dùng có thể là trong 2 tháng, thậm chí 3 tháng nếu ít người mới hết, bởi vì được cô đặc cho nên chỉ cần mỗi bữa dùng một ít thôi, bỏ vào nước nóng hoặc là bỏ vào rượu, dùng hàng ngày thì rất là tốt cho gan, bài tiết rất là tốt. Bản thân tôi hôm trước ra đây thì uống rất là ngon, cho nên cũng mua về dùng. Và xin lỗi tất cả quý vị là sáng ngày mà mình đi tiểu tiện thì thấy nước tiểu nó rất là trắng, là tôi biết thực sự cái này là bài tiết rất là tốt. Cái này không phải tôi quảng cáo đâu, thực sự luôn đấy ạ. Đây là cà gai leo cô đặc. Và tôi sẽ để số điện thoại Zalo ở phần miêu tả. Quý vị nào quan tâm mà mua các cái sản phẩm của Công ty Hợp tác Kinh tế Quân khu 4 sản xuất tại Lào thì quý vị hãy kết bạn với tôi qua Zalo. Tôi sẽ liên hệ với quý vị để gửi về nhà cho tận nhà cho tất cả quý vị. Và đặc biệt là mua để ủng hộ cô gái Lào. Sự vấn sản xuất sản ổn nó. Rồi. Đang sao ngam nó mèn không? Cô đấy sụn chạy. Cô đấy sụn chạy giặt sư là tịt tô hả đây đỡ hàng là song YouTube của Lào Việt sản ổn. Đấy, cô ấy vừa bảo là nếu quý vị nào quan tâm mua các sản phẩm này thì có thể liên hệ với tôi qua kênh YouTube Lào Việt Channel để mua ủng hộ cô ấy. Rồi hôm nay là anh sẽ quảng cáo miễn phí cho em. Yeah. Khosana phi. Hôm sau mà nếu mà bán được và quý vị khán giả của Lào Việt Channel mà thương em ấy, mua cho em nhiều nhiều á là phải cảm ơn anh nhá. Anh thì chỉ cần một cái bữa bia Lào và trời lạnh như này thì một bữa đi ăn lẩu thôi. Xin chung xin đạt là ok là nè. Okay. Rồi, chúc cho em bán được nhiều nhá. Yeah. Cảm ơn anh nhá. Rồi, bye bye.